Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Hôm nay Thiên Hà sẽ đưa ra cho tất cả quý vị một cái khuyến mại rất là hấp dẫn. Đó chính là khi quý vị mua một trong hai đôi loa này, đôi loa JBL L100 Classic phiên bản Black Edition có giá là 132 triệu, hoặc quý vị mua đôi loa Pop Audio Legend L800 trị giá là 149 triệu, thì quý vị sẽ được Thiên Hà tặng chiếc âm ly Unison Research S6. Đây là chiếc âm ly demo ở cửa hàng, nhưng mà Sơn nhìn trông vẫn còn rất đẹp, trị giá 85 triệu. Đó, mua loa, một trong hai đôi loa này đều được tặng chiếc âm ly Unison Research S6 này. Và bây giờ thì xin mời quý vị bớt ra một vài phút để chúng ta tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất về sản phẩm, sau đó thì sẽ tiến hành nghe thử âm nhạc. Hai đôi loa này thì cái điểm chung là đều đến từ những thương hiệu của Mỹ. JBL là một thương hiệu lâu năm, thành lập từ khoảng những năm 1946 của nước Mỹ rồi. Và Pop Audio là thương hiệu thành lập vào năm 1972. Nhưng mà nếu nói về đẳng cấp, về các cái giải sản phẩm ở mức độ cao hơn nữa, thì JBL là thương hiệu sẽ có những cái sản phẩm mà nó cao cấp, nó đắt tiền hơn. Nhưng ở trong những cái quãng giá gọi là phổ thông đại chúng ấy, thì Pop Audio họ có cái hiệu năng trên giá thành cũng rất là tốt, và được rất nhiều người dùng phổ thông ở nước ngoài họ cũng đánh giá cao. Ở đây chúng ta có đôi loa cao cấp nhất của thương hiệu Pop Audio là đôi Pop Legend L800. Đôi này thì quý vị tra cứu lại một số video trên YouTube thì Hải Sơn đã giới thiệu một số lần nhất định về đôi loa L800 này rồi. Tất cả các thông số kỹ thuật cơ bản thì Hải Sơn sẽ bán lên trên màn hình để quý vị tham khảo thông số chi tiết cho từng cái đôi loa này. Pop Audio L800 thì quý vị thấy đây là một cái cặp loa cột đứng sàn có kích thước rất là lớn và đồ sộ. Nó có tới tận hai cái loa woofer có đường kính là 25 cm cho một cái củ loa. Lỗ thoát hơi thì họ làm là đánh xuống đất thông qua một công nghệ là PowerPort để tản cái hơi trầm ra xung quanh. Và ở trên này thì rất thú vị, họ có cái cụm, hai cụm củ loa chung chép. Thực ra chúng ta sẽ nghe chủ yếu là cái cụm này. Cái cụm này mới là cái cụm phát ra âm thanh đến chỗ tai của mình. Còn cái cụm này sẽ tạo ra âm thanh đảo pha để cho chúng ta ngăn chúng ta nghe được âm thanh dội vào hai bên tường, mà muốn âm thanh chúng ta nghe được nó trực tiếp từ loa hơn. Và chúng ta sẽ kết nối hai cái loa này với nhau bằng một cái sợi dây riêng, gọi là công nghệ SDA Pro. Thì đấy là một cái công nghệ độc đáo đặc biệt. Âm thanh của L800 này thì Hải Sơn vẫn là đánh giá tốt của nó trong cái tầm giá. Nó cho âm thanh thực sự là rất mạnh mẽ, bùng nổ. Và đây là một đôi loa chịu được cái mức âm lượng lớn và mức công suất lớn. Cho nên nếu mà quý vị muốn kiểu nghe to, hoành tráng, dữ dội ấy, và muốn bật những cái bản nhạc nào mà tiếng trầm, bass lớn, nặng và nhiều ấy, mà vẫn muốn cái loa nó phải chịu đựng được, mà nó đẩy ra được ấy, nghe nó đã, thì trong cái tầm giá, thật sự L800 nó làm rất tốt ở khía cạnh tiếng trầm. Tiếng trầm nó xuống thì xuống sâu là 32Hz ở mức -3 dB, và xuống sâu nhất là 24. Nói về tiếng trầm thì nó sẽ xuống sâu nhiều và có thể thể hiện ra lực hơn đôi L100 Classic này. Tuy nhiên L100 Classic, cái form này họ gọi là loa bookshelf, nhưng mà theo Hải Sơn thấy rằng đây là nó to như cái loa thùng rồi. Nó có cái loa trầm này cũng đường kính lớn lên tới là 30 cm, thì to hơn L800. Tiếng trầm thì không thể xuống sâu bằng là 40Hz thôi. Nhưng mà tiếng trầm của cái dòng L100 này cũng rất hay, tức là nó không sâu bằng thôi, nhưng mà nó rất là rõ và chi tiết. Và Hải Sơn thích cái cách mà tái tạo được cái giọng hát nam trầm hay là cái giọng hát nữ trầm trên những cái loa L100 Classic này. Nghe cảm tưởng nó rất là thật. Và cái giải trung âm thì nghe nổi bật và cảm giác nó kiểu mình tạm gọi là nếu mà phối ghép tốt, trung âm nó ra cũng lồng lộng, rất là thích. Giải chép thì cao, chi tiết và được thể hiện rất là long lanh. Và nghe những cái bộ gõ, tiếng xoạch xoạch ở trong dàn nhạc gia này, hay là tiếng crimbo trong một cái dàn nhạc giao hưởng ấy, thì cái loa chép này thể hiện nghe nó rất là nổi bật, nghe nó thoát hẳn tiếng khỏi loa. Và cái điểm này thì Pop Audio L800 lại không có nhé. Đó chính là cái hệ thống điều chỉnh được cường độ âm thanh của loa trung âm và loa chép. Thì cái điều chỉnh cường độ âm thanh này nó cho ra tiếng rất thật, tức là nó sẽ làm cho cả cái giải trung trên một cái quãng rộng kêu lớn lên, và cả cái giải chép trên một quãng rộng kêu lớn lên. Cho nên là âm thanh nó sẽ lớn lên, nó to lên, nó nổi bật hơn, nhưng mà nó lại không bị mất đi cái độ trung thực vì nó tăng lên một cách rất đồng đều. Cái này là cái can thiệp từ phân tần, thì cái này là tùy khu nghe của chúng ta nhé. Nhưng quý vị cứ để mức 0 dB này là đã có âm thanh rất là chuẩn mực rồi. Về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy có một cái đặc điểm nữa của cái dòng L100 Classic này, đó là cái lỗ thoát hơi lớn và cái cổng thoát hơi này nó đặt ở phía trước. Cho nên một phần nào đấy quý vị có thể đặt
được ở gần tường hơn so với một số các cái thiết kế lỗ thông hơi đặt ở phía đằng sau. Khi mà sử dụng đôi L100 Classic này thì quý vị phải nhớ trang bị cho nó một cái chân vững. Ở đây thì Hải Sơn dùng cái chân này, nó hơi cao một chút xíu, nhưng mà chân lý tưởng cho cái dòng L100 này sẽ dao động trong khoảng dưới 50cm thì sẽ cộng hưởng được tiếng trầm với cả cái loa trầm này và cho ra được cái âm thanh nó đúng vào cái vị trí tai người ngồi nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly Unison Research S6. Unison Research là thương hiệu đến từ Ý và đây là cái model S6. Thì đây là một chiếc âm ly đèn, nó chạy mạch là Single End Class A và đương nhiên đây là một chiếc âm ly đèn stereo rồi. Thì cái mạch Single End Class A này thì cho chất lượng âm thanh rất là hay. Nó đem tới cái âm thanh đầu tiên mà chúng ta nghe thấy là cái độ tinh tế trong cái âm sắc, một cái độ quyến rũ trong thể hiện giải trung âm. Và nó là một cái cảm giác nhạc tính từ những cái chiếc âm ly đèn, mà nhất là cái chạy cái mạch Single End Class A này. Và nó có mức công suất là 35W x 2. Và chúng ta sẽ được trang bị cấu hình là 6 bóng L34, phân chia ra mỗi bên là 3 bóng. Còn cái bóng phần đầu vào này sẽ là bóng 12AX7. Còn về cái bộ phận ở giữa này thì ở dưới đấy chính là những cái phần biến thế nguồn và biến thế công suất. Ở phía trước này, ở phía dịch lên phía trên hai bên chúng ta sẽ thấy những cái mặt như đồng hồ này không? Đây là cái bộ nút để chúng ta chỉnh bias. Thì khi mà chỉnh chuẩn thì bóng đèn nó sẽ phát huy được đúng cái hiệu quả, hiệu suất hoạt động. Mặt trước là gỗ này, rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có hai cái núm xoay lớn bằng kim loại. Núm xoay bên trái thì là lựa chọn đường vào, núm xoay bên phải là volume rồi. Còn đây là tắt bật. Đằng sau thì hệ thống cọc loa chất lượng. Đây là một chiếc âm ly đèn thực sự là cũng có chất âm hay. Và gia công rất là chắc chắn, vật liệu rất là tốt. Tuy ở đây Thiên Hà bày demo nó cũng khoảng một khoảng thời gian, nhưng mà Hải Sơn thấy rằng các chi tiết trông đều vẫn rất là mới đẹp. Thật sự là chưa phải vệ sinh đâu mà trông nó cũng đã vẫn rất là mới rồi. Thì khi quý vị mua một trong hai cái cặp loa này thì sẽ được Thiên Hà Audio tặng chiếc âm ly S6 để phối ghép nghe tròn hay. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe những bản nhạc được thể hiện bởi những cái phối ghép này. Tôi chết trong em bao giờ, mỗi sớm sương bay thành phố mơ, nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông. Mùa đông dài đến vạn ngày, đong mãi cơn đau tôi lại. Mưa gió đi ngang vùng mắt nai, tôi vẫn say như ngày em xa. Cạn mưa rồi đến ngày tàn, như khói bay vào những chiều nắng phai. Mùa thu xếp áo gió cuốn then cài, mưa nắng hai mùa nhớ quên. Em đã xa rồi những muôn trùng mây, bên núi bên đồi hồi thành phố sương. Lời ca ru la mưa xóa mưa nhòa chẳng vào cút coi. Em đã xa rồi những muôn trùng mây. You had flown away to something unknown. Wish I could bring you back. You're always on my mind, about to tear myself apart. You have your special place in my heart. Mua loa tặng âm ly Unison Research S6 và chỉ duy nhất một bộ thôi, vì chiếc âm ly hàng bầy này cũng chỉ có một. Quý vị nếu thấy clip này lên hình và muốn tham khảo bộ sản phẩm này thì hãy nhanh tay bấm số điện thoại, số hotline của Thiên Hà Audio để có thể tham khảo thông tin chi tiết về sản phẩm này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.